Hello hello, xin chào tất cả các bạn nhỏ. Hôm nay chúng ta sẽ có một thử thách, đó là làm một chiếc hộp rất là đáng yêu như vậy. Và chúng ta sẽ tự tay trang trí nó luôn nha. Thì để làm một hộp quà như thế này, chúng ta cần chuẩn bị những vật liệu như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ cần một chai keo, một cây kéo, một cây bút chì, một cây bút dạ đen. Và tất nhiên không thể thiếu đó là màu sáp. Chúng ta sẽ chuẩn bị thêm đó chính là giấy A3. Thì giấy này có khổ là A3 nha. Nếu mà bạn nào sử dụng giấy A4 thì hộp quà của mình sẽ hơi nhỏ. Các bạn cũng có thể sử dụng giấy màu. Bây giờ thầy sẽ bắt tay vào đo kích thước cho nó nha. Thì từ ngoài lề vào trong chúng ta sẽ đo khoảng 4cm. Và chúng ta sẽ kéo những cái đường thẳng sau khi mà mình đo hết tất cả rồi nha. Rồi chúng ta sẽ làm như vậy, đo vào 4cm cho tất cả 4 cạnh của tờ giấy nha. Sau khi hoàn thành thì chúng ta sẽ cùng nhau gấp phần giấy nha. Gấp tới cái phần mà cái lằn chúng ta đã gạch thì chúng ta sẽ sử dụng thước để có thể, hoặc là cây kéo để có thể là vuốt những cái phần nếp gấp lại. Rồi mình sẽ gấp ở phần trên ngược xuống dưới và cũng sử dụng kéo hoặc thước để vuốt cái phần nếp gấp. Làm ngược lại với phần bên đối diện của tờ giấy nha. Rồi cũng gấp phần trên xuống. Lấy kéo vuốt lại nha. Đó, vuốt những cái cạnh này nó phải nằm sát với nhau. Tiếp theo thì thầy sẽ sử dụng một cái thước để gấp lại tạo nếp cho những cái phần gốc của tờ giấy. Các bạn chỉ cần để cái thước vào sát với cái lằn gạch rồi mình dùng tay bẻ và ấn nhẹ một chút là được nha. Rồi mình sẽ làm tiếp với bên ngược lại. Tiếp theo đó thì thầy sẽ dùng thước để gạch lại những cái phần nếp gấp khi nãy mà mình đã gấp ở lúc đầu. Đó, để mà mình có thể là nhìn rõ hơn ha. Sau đó chắc chắn là mình sẽ sử dụng kéo để cắt những cái phần. Đó, các bạn sẽ cắt giống như vậy nha. Mình cắt vô và nhớ là đừng có lấn quá sâu vào trong nha. Chỉ cắt ở cái phần góc vuông đó thôi. Vậy là chúng ta đã tương đối có một cái kết cấu để ráp lại thành một cái hộp. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ trang trí trước khi chúng ta ráp nó lại thành một cái hộp nha. Nếu không lúc mà ráp lại rồi thì rất là khó để trang trí. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau trang trí cho chiếc hộp của mình. Các bạn có thể là tô màu sáp, tô màu nứa hoặc là cũng có thể là cắt dán lên cái phần hộp này nữa. Thì tùy vào khả năng sáng tạo cũng như là mình muốn vẽ những cái gì lên đều được nha. Thầy sẽ vẽ một chú gấu
Để tạo thêm phần thú vị thì thầy sẽ vẽ thêm một chú chim đang đứng ở trên phần đầu của chú gấu. Sử dụng bút lông dầu đen để mình có thể là viền lại. Rồi mình có thể là ghi tên của bản thân hoặc là ghi những cái lời chúc đáng yêu dành tặng cho một ai đó. Rồi sử dụng màu để tô thôi, thì thầy sẽ sử dụng màu sắc dầu để tô cái hình chú gấu này nha. Vậy là tương đối thầy đã hoàn thành phần trang trí rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tới phần lắp ráp nha. Rồi chúng ta sẽ sử dụng keo để dán lại những cái phần góc vuông này nha. Rồi mình nhớ là tán đều keo ra, sau đó mình sẽ đẩy cái phần góc lên. Rồi mình sẽ dùng tay kẹp lại những cái phần ở góc cho nó dính lại. Vậy là mình đã có một cái góc rồi. Bây giờ thì các bạn chú ý là mình chỉ dán cái keo vào trong cái phần góc vuông thôi nha. Rồi mình sẽ nâng hết cái phần này lên, cũng tiếp tục bóp dùng tay để ấn cho keo nó dính nha. Phải đợi một thời gian để keo nó khô nữa nha các bạn. Rồi vậy là thầy đã có phần ở dưới rồi. Bây giờ thầy sẽ làm tiếp phần ở trên để tạo phần nắp hộp. Rồi thầy sẽ sử dụng tay để làm cho cái phần này nó dính lại. Vậy là cái hộp của thầy tương đối đã hoàn thành rồi. Bây giờ chúng ta gấp lại và sử dụng tay để mình nắn lại những cái phần mà nó chưa được khít lại với nhau. Wow, vậy là thầy đã hoàn thành xong một cái hộp rất là đáng yêu rồi. Chúc các bạn nhỏ hoàn thành thử thách làm và trang trí hộp quà này nha. Bye bye.